Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ block food cũng như là toilet tower defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau đánh giá tất cả update của block food từ update 1 tới update 2, update 3 và update 24. Ủa, giờ update nhiều. Thì xin cảm ơn bạn Suira này đã tổng hợp tất cả update của block food lại cho mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với update 1 trước nha. Ôi gì mới vô đóng đồ luôn vậy. Ồ thì ra đó chính là update 1 hay sao, nhìn khá là lõ ha các bạn. Coi cái đồ quạ của nó kìa. Ồ cái gương này như các bạn không biết thì hồi xưa chúng ta phải dùng cái gương này để store vũ khí rồi nha. Wow chứ đắt cũ rồi đúng không? Đồ quạ hồi xưa PvP nhìn điên quá vậy. Ôi update 1 PvP nhìn điên ha các bạn. Lần đầu tiên chứng kiến luôn á. Chạy. Mới hồi xưa thôi mà PvP mạnh gì đó. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đồ quạ hiện tại nha. Coi nè, cái mắt ma bây giờ nó phải như thế này. Oh, oh my god, đẹp vãi. Chứ hồi xưa nhìn đồ quạ nó hơi lỏ hả các bạn, kiểu như phim hoạt hình chứ. Ồ thì ra đây chính là mua trái quỷ hồi xưa hả? Ấy khoan. Thì nếu như các bạn không biết, trái bơm hồi xưa chính là trái mà gọi là rẻ nhất nha. Thua cả trái kilo nữa. Và lúc đó trái tơ chính là trái mắc nhất. À không, trái phonic chứ. Wow, thì ra update 2 người ta sẽ thêm vào cái vùng nước này hả? Đây như các bạn thấy, update 2 của Lockfoot nó sẽ cho cái đảo dưới biển và trái phonic cùng với trái lò xo sẽ là hai trái quỷ mới luôn, đỉnh vậy. Ok thì update 3 chúng ta lại có thêm được trái rumble nha các bạn. Rồi update 3 mà có trái rumble hả ta, trái đó chính là ra sớm vãi. Anh tưởng nó cũng phải update 5-6 chứ update 3 có luôn hả. Ồ và trái smoke nữa hả. Wow, à đâu, nó update thêm cái đảo trên trời và đương nhiên nó sẽ có thêm con boss Enel rồi. À vậy là có nghĩa update 3 nó sẽ cho thêm cái trái rumble nè, trái tơ cùng với cái đảo trên trời lại đảo dưới nước, nên là sẽ có hai món vũ khí, có hai boss đó luôn ha. Nghe Neo từ được update đó tới giờ cũng không có gì thay đổi hết trơn ha. À có thay đổi chứ, lúc mà nó mới ra thì nó sẽ là con boss mạnh nhất. Còn giờ thì một đấm là gục. Nói không, hồi xưa đấm ta cái một chết luôn kìa. Ok và update 4 thì Lockfoot đã add vô một cái gọi là game pass các bạn. Đây chúng ta cùng nhau xem nha. Dark Blade với giá 1.200 Robux và máy dò trái quỷ với giá 2.700 Robux. Ê khoan để coi, để mình coi hiện tại là giá tiền nó có giống nhau hay không nha. Ồ hình như là vẫn giữ nguyên giá nha các bạn. Lockfoot đúng là uy tín mà không thay đổi. Và cái tiếp theo đó chính là Lockfoot update cái Rubber V2 các bạn thấy không? Gì đâu phải. Nó có chữ Gear 2 luôn kìa. Ồ Gear 2 chứ không phải là Transformation như bây giờ nha. Đã là Gear 2 luôn. Và ngoài ra update 4 này Lockfoot còn cho ra trái sen nữa nha các bạn. Sen trắng tâm lý phải không? Anh đồ. Ok và đến với update thứ 5 của Lockfoot. Và lần này chúng ta lại có thêm một trái quỷ mới nữa, trái Gravity. Ê mà em có để ý là hồi xưa người ta ghi cái tên trái quỷ hai lần luôn không? Trong Lockfoot bên nước Nhật mỗi lần đọc trái quỷ nó sẽ đọc hai lần của tên trái đó, đó nên bên này cũng vậy á. Mày đặc biệt nhiều ha. Và đây chính là chiêu ép của trái Gravity hồi xưa ha. Trông khá là chuối. Và đây chính là chiêu ép của trái Gravity hiện tại nha. Ủa xem đứng yên chỗ được hay vậy? Em đứng bên rồi quá đứng bên. Lúc này săn multi nữa các bạn ơi. Mày ai đợt. Easy. Ấy. Thôi bye. Và mấy cái update năm này thì Lockfoot còn add thêm một cái hòn đảo mới của Frankie, cái mắt kiến của nó và Water Kung Fu nữa. Và ở update thứ 6 chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là băng hải tặc các bạn. Và các bạn để ý không, có khá là nhiều băng hải tặc của Việt Nam luôn nha. Băng hải tặc mũ gơm đang đứng ở hạng 63 nè. Và ở trên đây là băng dép Lào ở hạng 55 và băng Luffy mũ gơm ở hạng thứ 4. Ủa người Việt Nam ngày xưa đã chơi Lockfoot từ update 6 rồi các bạn. Ờ nhiều vãi luôn chứ. Ồ và update này thì họ còn có cho săn bounty nữa. Là lúc này là săn bounty mới xuất hiện nè. Và ở update thứ 6 này chính là cái update gọi là lớn nhất hay sao á. Kiểu như là làm lại khá nhiều trái quỷ đó các bạn, trái Flame nè, trái A, trái Light và trái Magma nữa. Và chúng ta sẽ đến với update 7. Ở update này thì Lockfoot đã cho ra mắt trái Po các bạn, trái Po cũ nha, còn bây giờ là trái Pen. Nhưng mà bộ chiêu thức không gì khác bây giờ hết. Thì từ update 7 tới giờ trái Pen không có thay đổi gì về bộ chiêu thức luôn nha các bạn, khá là chán luôn á. Nên đó lý do mà tại sao mà mình lúc nào cũng gọi là không thích cái trái đó. Và đến với update 8, Lockfoot đã cho ra mắt C2. Yes sir. Và nó có khá là nhiều thứ mới nữa các bạn. Đặc biệt nhất đó chính là trái Berry Berry Nomi, trái tường trắng các bạn ơi. Một trái khá là lỏ nhưng mà tới update 8 mới xuất hiện lần. Lúc này là nó là một trái kiểu là siêu mới, siêu đỉnh luôn nha. Còn bây giờ thì hơi phế xíu. Rồi tác dụng duy nhất của nó nè. Wow. Em nhớ em chơi thì cái update này các em cố gắng em đi trade để kiếm trái quỷ này, nhưng mà nó không làm được gì hết nên em bắt cầu hoang đi vòng vòng thôi. Và như các bạn thấy Lockfoot ở update 8 này đã cho ra mắt khá nhiều hòn đảo mới ha. Lâu đài qua hồng nè, có nghĩa là cái chỗ mà đầu tiên mình sẽ bay với C2 á. The Green Zone là cái khúc bắt cầu qua nè. Còn cái này là khu quýnh gâu đen. Chỗ này là chỗ quýnh mấy con zombie rồi nè, gần cái thiền ma các bạn. Và đảo Usopp nữa. Nên nghĩ là update 8 phải gọi là cái update lớn nhất thời điểm đó luôn nha. Và đến với update 9 thì Lockfoot add thêm một số trái quỷ như là Mochi, một cái môn võ bí mật, một cái kiếm bí mật
Sao nghe bí ẩn vậy ta? Cái bí mật đó là cây nào ta? Cây Chu Triple Katana. Còn cái này là God Human. Và trái Mochi hồi xưa mình nhớ phải gọi là trái mạnh nhất thế giới luôn nha các bạn xem nè. Nó vừa chạy mà vừa xài chiêu được luôn. What the hell, không trái nào có thể làm được luôn nha. Ngày xưa còn có Auto Em cho chiêu đó nữa. Hồi xưa kiểu đỉnh vãi. Vừa chạy vừa xài chiêu rồi thôi là thấy mạnh rồi đó. Và tiếp theo đó chính là cái update 10 thì Lockfoot đã cho ra mắt cái kiếm có tên là Coco và cái Zebra Hat. Mình nghĩ là nó sẽ ra trái Kim Chon đúng không? Tại có cái Zebra Hat đồ mà. Thì update 10 này Lockfoot đã ra mắt trái Kim Chon nha các bạn. Có một boss lo luôn nè. Rồi, what the hell chết luôn. Đúng rồi các bạn ơi, bữa trước mình đi win nó cũng khá là cực á, chứ hồi xưa mà cỡ cỡ bằng level nó chắc win nó chết luôn á. Và đến với update 11 chúng ta đã có cái Red nha các bạn, đi thức tỉnh trái quỷ. Update này mình thấy là khá là quan trọng nha. Thức tỉnh trái quỷ là một trong những cái phần phải gọi là thích nhất trong game này luôn. Đây chính là mấy cái map thức tỉnh mà được nhìn ở phía trên cao xuống nha các bạn, khá là ngầu ha. Mà lúc đó hình như mới thức tỉnh được có một hai trái à. Đầu tiên chính là trái lửa nha, sau đó là trái băng và trái quét. Đó, rồi hết rồi, có 3 trái thôi nha các bạn. Và đến với update 12 thì lúc này trái like đã ra mắt V2 nha các bạn. Nhìn khá là ngầu đúng không? Ủa mà sao nhìn giống bây giờ với ta? Thì update 12 này chúng ta đã có được trái like và trái đất V2 nha. Tại vì update này là update Halloween á. Thì phải tới update 12 này chúng ta mới có thể sở hữu được tộc Go nha các bạn. Bởi vì lúc này admin mới cho ra mắt tộc Go. Và ở update 13 này chúng ta sẽ có gì đây? Để xem nha các bạn. Trái tơ V2. Update trái tơ V2. Dandy Red trái tơ nè. Trời trời trời, chiêu hồi xưa giống giờ với hả? Nó đâu khác gì bây giờ đâu. Ủa? Và ngoài ra update 13 này chúng ta còn có thêm được trái Dragon nữa nha các bạn. Đây chính là hình ảnh của trái Dragon phiên bản cũ nè. Và đây là trái Dragon bây giờ, nhìn ngầu hơn hẳn luôn ha. Nhưng mà rất tiếc chúng ta không thể mua được nữa rồi, đã off sale rồi. Nhưng mà nếu như các bạn vẫn còn sở hữu trái Dragon thì chúng ta vẫn có thể ăn được bình thường thôi. Và đến với update 14 với cái key gâu đen thì chúng ta có thể thức tỉnh được tộc Cyborg. Oh my god, mình biết cái này nè các bạn. Mình đã trải qua cái này một lần rồi, khá là khó luôn nha. Rồi các bạn phải quấn con lo để lấy cái key của nó nữa mới có thể mua được tập Cyborg. Thì nói chung là cái tập Cyborg này á, mình cảm nhận mà phải gọi là rất là khó để lấy nha. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái melee mới, đó chính là Sharkman Karate đó nha. Bởi vì cái hòn đảo này nó mới được thêm vào nè, nên là chúng ta có thể lấy được Sharkman Karate V2. Và tiếp theo chúng ta sẽ có những cái haki màu nha các bạn. Nói chung thì cũng không khác gì bây giờ đâu các bạn. Ngoại trừ bây giờ thì có thêm cái haki limited các kiểu rồi thôi. Và ở update 15 này chúng ta chính thức có C3 trong Bloodfruit nha các bạn. Thì đây chính là C3, người đầu tiên lên được C3 phải không? Có lẽ là không phải rồi. Nhưng mà xưa nhìn C3 khá là lạ nha các bạn. Và ngoài ra khi mà các bạn muốn lên được C3 thì các bạn phải coi cái animation này. Nó phải quýnh con boss Rip In ra rồi sau đó coi cái animation này mới lên được C3, khá là lâu lắc ha. Ở update 16 thì chúng ta sẽ có trái Shadow và trái Revive. Nếu các bạn không biết thì trái Revive bây giờ đã biến mất rồi nha. Mà thay vào đó chính là trái God, trái tủ của Vidac đó. Và đương nhiên ở update 16 này đó chính là update Halloween, nên là họ sẽ có thêm cái random xương nữa nha các bạn. Mà mỗi lần tới Halloween là sẽ có cái event gọi là random trái quỷ cái kiểu á. Em nhớ ngày xưa có cái sự kiện nào mà làm mình lỗi á, random quá cho trái quỷ luôn. Sự kiện Giáng sinh. Ok, và đến với update 17 là một cái update khá là quan trọng nha các bạn. Lúc này thì chúng ta ai ai cũng hóng luôn, mình chắc chắn một điều là như vậy. Lúc này là ngồi hóng update miết thôi các bạn ơi. Ngầu kìa. Ôi ngầu vậy. Yes sir. Wow, đỉnh vậy. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái melee mới, Spiky Trident và God Human đúng không? Wow. Seabed ở C3. Thì ở đến 17 này ngoài ra nó còn có thêm trái show nữa các bạn. Một trái quỷ hoàn toàn mới luôn, trái của Big Mom. Thì đây chính là trái show cũ nha. Còn trái show mới có tên là Spirit chứ không phải là trái show nữa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với update 17.3 nha các bạn. Một update cũng khá là nhiều người hóng. Update tập V4 thì phải, nếu mình nhớ không nhầm nha. Chuẩn luôn. Lúc này á, tụi mình phải đi mò tập V4 khá là lâu luôn á. Mình nghĩ tầm khoảng một tháng sau mới biết được tập V4 thức tỉnh như thế nào các bạn. Nhưng mà lúc này hay lắm, mọi người kiểu cùng nhau giải đố cô đố của V4 á các bạn. Lúc này mình dành thời gian khá là nhiều cho việc chơi Lockfoot luôn á. Kiểu chơi nguyên ngày luôn để tìm câu đố. Và ngoài ra thì update 17.3 nó còn có trái Leopard các bạn, trái báo đời á. Và sau đó update thì chúng ta có thêm trái Blizzard, sự kiện Giáng sinh các bạn, hồi xưa chơi cũng khá là vui ha. Và đến với update 18 thì chúng ta chính thức được xuất hiện của trái Portal nha các bạn. Bởi vì trái đo đã bị xóa sổ của Lockfoot do lý do bản quyền rồi. Và ở update 18 này chúng ta đã chính thức được thấy sự xuất hiện của tộc V4 nha các bạn. Phải tới một update sau thì admin mới tiết lộ cách thức tỉnh tộc V4 á, chứ hồi xưa đi mò quá trời. Nhưng mà cuối cùng thì không ai tìm được kết quả gì cả. Phải hồi đó mà mình quay ngược quá khứ mà mình biết trước ha, chắc mình thành YouTuber số 1 thế giới luôn á. Chuẩn luôn, người đầu tiên tìm cái tập 14 nghe cũng khá là ngầu ha. Và đến với update 20, một cái update cũng khá là gần đây ha. Thì lúc này admin đã thêm vào trái Rocket Foot thay thế cho trái Kilo huyền thoại của chúng ta. Và trái sao một trái quỷ tủ của Vidac nữa.
cùng với trái mammoth, trái mẹ mày béo. À, ủa anh có nói mẹ em đâu. Và lúc này chúng ta còn có thêm cái quyết quy thực nữa nha các bạn, phải đi săn Leviathan các kiểu, nhưng mà lúc đó chưa ai biết luôn, kiểu vẫn phải đợi giải đáp nha. Anh nhớ lúc đó chỉ có cây sắt ăn cho là dễ lấy nè, cái này dễ lấy nè, còn mấy kia khá là khó. Bây giờ mình còn chưa có hết. Chồng em lại bị lắc thành robot nữa rồi, bị đắc ơi. Và đến với update 21, update của trái God nha các bạn. Thì lúc này trái Revive đã bị xóa khỏi Lockwood và thay thế bằng trái God. Và cùng lúc đó cũng chính là sự kiện Halloween luôn ha, nên là các bạn có thể đi random trái quỷ ở cái ông random bằng xương á. Nói chung thì đó chỉ là cái sự kiện gọi là mini update thôi, chứ cũng không có gì thú vị cho lắm. Nhưng cho tới khi chúng ta đạt được update 22, một trái quỷ mình khá là thích, đó chính là trái Kitsune. Thì ở update 22 này chúng ta có khá là nhiều phụ kiện của mấy cái con cáo các bạn. Đó, đèn cáo nè, mặt nạ cáo và Kitsune nữa. Nhưng mà mấy cái món đồ này thì cái nào cũng ngon chứ nha, coi nè. Mày, cây Phót Lam này có khá là nhiều chiêu khống chế luôn á. Chiêu dách cũng là chiêu combo khá là ngon nè. Xài cái đó đủ sẽ bị stun lại, đó thấy không, bị stun rồi nè. Đó. Nhưng mà combo trúng hay không là do trình độ của mình á. Ok, và update 23 chính là update Giáng sinh, update của trái T-Red. Đây, một trái cũng phải gọi là trái tủ của mình nữa. Với đắt sẽ không bao giờ quýnh lại mình nữa, xài. Ui, hai đuôi luôn kìa với đắt, coi nè. Nhìn anh Fritz Among Us mà cờ lời. Thì từ cái update của trái T-Red tới giờ, admin đã không ra mắt thêm một cái update nào nữa. Nên là bây giờ chúng ta phải đợi thôi các bạn ơi. Update 24 sẽ là update của trái Dragon nha. Nhưng mà hiện tại chưa có, nên là các bạn hãy xem hai khủng long quýnh nhau đi. Mày hả với đắt, mày dạ. Ui, anh xỉn rồi, với đắt ơi, anh xỉn rồi. Như các bạn cảm thấy quan niệm ở video này thì các bạn hãy nhớ comment bên dưới nha, và đừng quên bỏ lại cho mình một like và đăng ký. Em làm gì vậy đó.